Cả một cái quán to như thế này mà tuyển mãi được một nhân viên, tự dưng quản lý như mình phải làm công việc này chứ, chết rồi mình. Mời ông ra bàn kia ngồi hộ tôi. Tôi thấy ngồi đâu mà chả được. Xin mời ông ra góc khuất kia ngồi hộ tôi. Khách hàng tôi vào nhìn thấy lại không được đẹp mắt cho quán tôi cho lắm. À, thế là quán này lại phân biệt đối xử với khách à? Đúng vậy, quán chúng tôi chủ yếu là đón tiếp những khách sang trọng, khách VIP mà thôi. Ông thông cảm nhá. Mà ông uống gì để tôi đi pha? Cho tôi một ly cà phê sữa đi. Nhưng mà ít cà phê, nhiều sữa một chút. À, cappuccino đúng không? Thì đại loại nó là thế. Tôi thích uống đơn giản thì thôi. Lắm chuyện, hạng nghèo đã vào quán sang. Chào quý khách, khách muốn dùng gì ạ? Quán này phục vụ tốt phết nhỉ. Em cảm ơn. Kiểu gì mà chả bo cho mấy chục, cái chả cái ngữ kia. Này cô ơi. Ông cần gì? Sao tôi vào trước cậu ta mà cậu ta đã có nước rồi. Còn nước của tôi đâu? Vì anh ta là khách VIP, cửa hàng chúng tôi chỉ ưu tiên phục vụ khách VIP mà thôi. Còn ông chờ một chút nhá. Chị ơi, cho em gặp quản lý với ạ. Gặp làm gì? Đến xin việc à? Dạ vâng. Em thấy ở ngoài kia có ghi là tuyển nhân viên phục vụ ạ. Đưa hồ sơ đây xem nào. Đây ạ. Cái gì? Cô từng có tiền án tiền sự á? Dạ. Nhưng mà em sẽ cố gắng ạ. Thôi, về đi. Chúng tôi không tuyển đâu. Làm việc chăm chỉ. Nhà em đang có hoàn cảnh nên là em thật sự cần công việc này ạ. Xin lỗi cô, chỗ tôi không tuyển những người thiếu nhân cách ngồi tù như cô. Thế cho tôi một ly cà phê. Không có tiền mà đòi uống cà phê á? Alo, bố ạ. Dạ, con đang ăn với ạ, đang làm việc. Vâng, bố cứ yên tâm dưỡng bệnh đi nhá. Dạ, vài hôm nữa con lĩnh lương, con sẽ đăng ký mổ cho bố. Bố sẽ trở lại bình thường nhanh thôi ạ. Vâng, con yêu bố. Chào cô. Cô đang tìm việc làm à? Dạ vâng. Nhưng mà khó quá anh ạ. Xã hội không cho tôi một đường lui. Họ kỳ thị những người mới ra tù như tôi. Thanh toán em ơi.
À, của anh hết 125.000 ạ. Ừ. Không cần trả lại. À, em cảm ơn. Anh thường xuyên đến quán em uống nước nhá. Ok em. Em ơi, cho anh hỏi đường với. Dạ. Anh muốn đi đâu ạ? Ờ, anh muốn sang Gò Dầu ăn, đi thế nào bây giờ? À, này, bây giờ nhá, anh đi thẳng ra đây, không phải anh đi rẽ trái. Không phải anh cứ đi thẳng, thẳng xong rồi anh nhìn vào cái biển ấy. Cô ơi, cho tôi thanh toán với. Ờ, 50.000. Tôi chết rồi. Tôi không đem theo tiền. Hình như là tôi để quên ví ở nhà. Cô đợi tôi về lấy nhá. Này, không có tiền ấy thì đi uống nước vỉa hè đi. Vào đây uống nước rồi còn dở trò bùng tiền à? Không phải, tôi để quên ví thật. Loại người như ông ấy, tôi gặp đầy rồi. Dở trò đi ăn quỵt thiên hạ. Tôi nói cho ông biết nhá, không có tiền ấy thì uống nước sông, nước cống. Này, dở trò cái thò đấy, tôi gọi công an đến bắt cho biết mặt đi chưa? Cô... Cô nói đủ chưa? Cô quá đáng lắm rồi đấy. Cô muốn làm gì? Đây là tiền nước của tôi với các anh ấy, đủ chưa? Đủ rồi. Cô có biết tại sao tôi phải vào tù không? Tại vì tôi không chịu được những người mà khinh thường người nghèo khổ, nên là tôi mới xỉ nhục họ đấy. Tiền tôi đâu rồi? Là mày, chính mày là người đã lợi dụng tao để ăn cắp tiền trong túi của tao đúng không? Mày trả ngay cho tao nhá, không là tao gọi công an vô cổ mày vào đấy. Tôi không có lấy của chị. Mày không có lấy thì ai lấy? Trả đấy, nhanh lên. Sao lại không có nhở? À, vậy thì là ôm rồi. Ông muốn cắp tiền của tôi đúng không? Mau trả lại cho tôi nhanh lên. Đủ rồi đấy. Tôi nhịn cô quá rồi, không chịu nổi được nữa. Ông không chịu nổi tôi thì làm được gì chứ? Trong cái quán này chỉ có hai người là đáng nghi thôi. Hai người không ăn trộm của tôi thì ăn trộm hả? Được. Nếu mà cô còn vu oan như thế, cô đi check lại camera đi. Trong quán này có đặt một cái camera ẩn. Cô xem lại đi. Sao ông biết được? Tôi là người đẻ ra cái quán cà phê này, làm sao mà tôi không biết chứ? Tôi chính là chủ tịch của chuỗi cà phê này đấy. Cái gì? Chủ tịch á? Hóa ra kẻ ăn trộm tiền của tôi là hắn ta. Tưởng khách VIP thế nào? Chủ tịch, tôi xin lỗi. Cô là quản lý của cửa hàng, vậy mà cô lại có cái thái độ kênh kiệu để phân biệt đối xử với khách hàng. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, cô còn vu oan cho cô ấy nữa. Điều này là không thể tha thứ được. Chủ tịch, chẳng qua là cô ấy từng vào tù. Nếu mà người khác gặp phải tôi trong hoàn cảnh này thì ai mà chẳng... Ai nói với cô là như vậy? Vì cái suy nghĩ của cô, cái suy nghĩ kỳ thị những người như cô ấy, mà những người như cô ấy không có đường để quay đầu đấy. Chưa kể, cô còn quay sang vu oan tôi, khinh thường những người ăn mặc giản dị như tôi. Tôi xin lỗi chủ tịch. Từ nay ấy, nếu mà cô vẫn muốn làm việc ở đây, cô sẽ làm chân bưng bê phục vụ dưới sự giám sát của cô My. Hả? Cái gì? Đúng vậy. Nếu như cô không chê, tôi mong cô nhận chức vị quản lý cửa hàng này cho tôi. Cô sẽ toàn quyền quyết định về nhân sự, quản lý toàn bộ cửa hàng với cả thu chi nữa. Anh không sợ tôi? Tôi hoàn toàn tin tưởng cô. Cô thấy người khác gặp khó khăn, cô liền bênh vực ngay. Mặc dù cô cũng đang là người gặp khó khăn, tôi thấy cô là người cương trực, thẳng thắn. Tôi tin là cô sẽ làm được. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi hứa tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt.